Hình như có mặt tại Chuck Town nên là nên là lời đầu tiên Hải Nhi xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã đi từ rất là xa về đây và cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian để ở lại đây và ở lại đây tới tận giờ này để nghe Hải Nhi hát và nghe tất cả anh chị nghệ sĩ hát. Cảm ơn mọi người một lần nữa rất là nhiều ạ. Ở đâu vậy ạ? Trời ơi. Khoái quá trời luôn. Trời ơi, khoái chứ anh. Cái gì chứ cái này là khoái hoài luôn á. Em nói cuộc đời em có một ghiền cái gì ngoài cái tràng bao tay và cái tiếng hét gọi tên Hà Nhi của quý vị hết. Cho nên bây giờ là cái bài hát đầu tiên, em xin hỏi quý vị một câu trước khi em hát bài này. Đó là hôm nay quý vị có thấy em khác không ạ? Khác. Khác nhiều không? Dễ thương hơn không? Khủng hơn không mọi người? Thế nói chuyện có vô tri không? Dễ thương ha. Vậy là tất cả những cái sự dễ thương này ngày hôm nay là dành cho tất cả quý vị khán giả, dành cho mọi người nha. Và Nhi nghĩ rằng là ai rồi cũng sẽ khác, ai rồi cũng sẽ đẹp gái hơn đúng không ạ? Ai rồi cũng sẽ trưởng thành và ai cũng sẽ hạnh phúc thôi. Nên tối ngày hôm nay mình cùng nhau mình hát cái bài này. Ai rồi cũng sẽ khác đúng không ạ? Let's go! Nãy em thấy mọi người vỗ tay cho anh em sắc quá trời luôn. Đặc biệt là mấy khúc anh cởi đồ, mọi người vỗ tay quá trời. Nhiều khi kém miếng khó chịu quá mọi người.